Xin kính chào bà con, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với trang YouTube của Trại Giống Hòa Bình. Và bây giờ là lúc 7 giờ tối và Trại Giống Hòa Bình đang tiến hành tiêm phòng cho đàn chim chích của mình. Đây là đàn chim chích đã 2 tháng rưỡi tuổi và hiện tại bên mình đang tiêm phòng, đó là loại vaccine Newcastle. Loại vaccine này thì cứ 2 tháng rưỡi chúng ta lại tiêm phòng một lần. Chúng tôi đang tiến hành tiêm những liều vaccine đầu tiên cho cái đàn chim này. Ở đây chúng tôi đã tiêm được 3 cá thể rồi. Bây giờ đã được 4 cá thể rồi này bà con này. Có một số người có hỏi Trại Giống Hòa Bình là tại sao lại tiêm phòng vaccine vào buổi tối. Xin thưa với bà con là như thế này. Tiêm phòng vào buổi tối thì thời tiết rất là mát, và ban ngày thì thời tiết rất là nóng. Chúng ta không nên tiêm phòng vào ban ngày. Đặc biệt là lúc chưa nắng nóng. Nếu chúng ta tiêm vào những lúc trời nắng, đặc biệt là buổi trưa, sẽ dẫn đến tình trạng là chim bị sốc thuốc. Chúng ta đặc biệt nên lưu ý vấn đề này. Trước khi chuẩn bị tiêm phòng thì bà con hãy chuẩn bị một ô chuồng trống. Ô chuồng này để chúng ta luân chuyển những cái đàn chim, những cái cá thể chim đã được tiêm rồi sẽ được để sang một bên, để tránh tình trạng là lẫn những cái cá thể đã tiêm rồi trong đàn còn lại. Bà con cũng lưu ý là đối với cái chuồng nuôi của chúng ta thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là máng ăn, máng uống. Đối với Trại Giống Hòa Bình thì nước uống của đàn chim chích thì chúng tôi có lấy nước từ trong núi đá chảy ra. Và đối với thức ăn, đối với các loại rau như là rau muống và rau bắp cải, đến thời điểm này Trại Giống Hòa Bình đã chủ động được cái nguồn rau. Chúng tôi trồng rau sạch để cho chim chích ăn. Khi chúng ta chủ động được nguồn rau thì chúng ta có thể tránh được một số các trường hợp. Thứ nhất là khi chúng ta mua ở ngoài chợ, chúng ta không kiểm soát được cái nguồn gốc của rau, dẫn đến cái tình trạng đó là nếu là tình trạng là chim bị ngộ độc hoặc là chim sẽ bị tiêu chảy. Thế nên nếu như bà con có ý định nuôi chim chích thì bà con hãy trồng rau sạch bằng cách trồng rau bằng vỏ chai nhựa, hoặc là chỗ bà con nào mà có nhiều đất chúng ta trồng nhiều rau muống. Làm như vậy thì chúng ta sẽ có nguồn rau an toàn cho đàn chim của mình hơn, và như thế thì cái đàn chim của chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. Còn về mùa đông thì bà con cũng phải hết sức lưu ý, đó là phải giữ ấm cho chim của mình. Phía trước mặt quý vị các bạn, đó là những cái tấm tôn mà Trại Giống Hòa Bình đã dùng để mà che cho cái chuồng trại của mình. Và những cái khu nào mà chúng tôi không có tôn thì chúng tôi lại dùng cái bạt. Bạt thì chúng tôi tận dụng thôi bà con ạ. Bạt thì chúng tôi tận dụng thôi. Thì chúng tôi đã quây kín xung quanh. Chúng tôi đã quây kín xung quanh bà con ạ. Đó. Và đến buổi sáng thì chúng tôi lại cuộn bạt lên. Như thế thì sẽ trắng chuồng hơn. Đó. Mời bà con xem lại những hình ảnh cái đàn chim chích của Trại Giống Hòa Bình. Bà con cũng thấy là cái ô chuồng này của Trại Giống Hòa Bình làm cũng rất là đơn giản. Phía dưới là Trại Giống Hòa Bình có dùng những cái
cây tre để làm ngăn cho đàn chim của mình. Và phía này thì chị giống của mình có làm một ít hoặc có tráng một ít xi măng để mà cái khu vực để thức ăn đó. Tuy nhiên thì đối với những bà con có khu đất bằng phẳng thì bà con hoàn toàn có thể xây, có thể tráng một lớp bê tông trên đó để tránh nên tình trạng nó làm mưa, nước mưa chảy vào. Ngoài ra bà con cho một ít lớp cát vào để cho chim tắm cát. Làm như vậy sẽ rất là tốt cho chim. Ngoài ra việc chúng ta cho cát vào và rắc thêm một ít men vi sinh nữa sẽ xử lý cái phân của chim luôn.